Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh dạy nhảy của Hưng Kim. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Hưng. Bên cạnh đó, Hưng cũng đã nhận được rất là nhiều lời đề nghị là Hưng ơi, hãy hướng dẫn mọi người điệu nhảy disco đi. Thì buổi ngày hôm nay, Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở trong thể loại disco thì chúng ta sẽ có nhảy 9 bước, 16 bước, 18 bước, 24 bước và 32 bước. Trong buổi ngày hôm nay, Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn nhảy 9 bước nhé. Ngay sau đây, Hưng sẽ làm mẫu một lần và sẽ hướng dẫn chi tiết cho cả nhà mình cùng tập luyện nhé. Bắt đầu thôi nào. 5, 6, 7, chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tập luyện nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với nhịp 1 và chúng ta sẽ đặt gót chân lên trước. Tiếp tục với nhịp 2, chúng ta sẽ đưa về sau và đặt bằng mũi chân. Ở nhịp 3, chúng ta sẽ đưa chân sang ngang và đồng thời xoay đổi hướng một góc 90 độ. Tiếp theo, nhịp 4, chúng ta sẽ bắt chân trái sang chân phải lên trước. Nhịp 5, chúng ta sẽ đưa chân phải sang ngang. Nhịp 6, chúng ta lại đưa chân phải lên trước chân trái. Nhịp 7, chúng ta sẽ đưa chân trái về sau. Nhịp 8, thu chân phải về sau. Và nhịp 9, đưa chân trái về sau và bằng mũi chân. Chúng ta sẽ cùng thực hiện lại này. 5, 6, 7, chậm này. 1 này, gót chân này. 2, mũi chân trái này. Nhịp 3, xoay sang chân trái và đổi hướng này. Nhịp 4, bước chân trái chéo qua chân phải này. Nhịp 5, bước chân phải sang và đặt mũi chân này. Nhịp 6, đưa chân phải lên trước chân trái. Nhịp 7, đưa chân trái về sau. Nhịp 8, đưa chân phải về sau. Và nhịp 9, đưa mũi chân trái về sau. Tiếp tục, chúng ta lại làm lại. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3 lại đổi hướng. Nhịp 4 lại đưa chân trái lên trước. Nhịp 5 đưa chân phải sang. Nhịp 6 đưa chân phải về trước. Nhịp 7 đưa chân trái về sau. Nhịp 8 đưa chân phải về sau. Và nhịp 9 đưa mũi chân trái về sau. Cả nhà thấy đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ cùng thực hiện lại và nhanh hơn một chút nhé. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và trong các bước nhảy của disco, chúng ta sẽ mặc định di chuyển theo 4 hướng. Chúng ta sẽ quay đủ 4 góc rồi lại về vị trí ban đầu. Mình cùng thực hiện lại nhé. 5, 6, 7, đi chậm này. 1 này, 2 này, 3 xoay sang này, 4 lên trước này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và chúng ta lại về. Và chúng ta lại về tư thế cũ. Và chúng ta lại quay về hướng ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nhanh hơn nữa nhé. 5, 6, 7, đi này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vừa rồi, Hưng đang hướng dẫn cho mọi người nhảy 9 bước trong thể loại disco. Phần kết hợp với âm nhạc, Hưng sẽ để ở video tiếp theo và có gắn link dưới phần mô tả. Mọi người cùng theo dõi nhé. Bye bye!